Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với ngày thứ 28 của thử thách yoga. Chúng ta sẽ bắt đầu động tác đầu tiên với tư thế nằm. Các bạn lắc chân một chút, gập hai chân lại, dùng hai tay ôm chân. Hít vào, khi thở ra nâng đầu lên, cố gắng chạm trán vào đầu gối. Thở ra hạ đầu xuống, thả chân phải ra. Tay trái nắm bàn chân trái và ấn nhẹ chân xuống dưới thảm, đùi sát thảm. Thả lỏng, đổi chân. Tay phải nắm bàn chân phải và ấn phần đầu gối xuống dưới thảm. Thả lỏng. Lắc hai chân. Bây giờ các bạn đưa cả hai chân lên, hai tay nắm hai lòng bàn chân. Tư thế Happy Baby. Ấn nhẹ hai đầu gối xuống dưới thảm. Rồi bắt đầu lắc hai chân sang hai bên. Rất tốt. Duỗi thẳng hai chân ra, lắc hai chân một chút. Rồi gập chân trái lên, dùng tay để trợ giúp thả chân trái sang bên trái. Tay phải để trên đùi phải để giữ chân phải không bị nhấc lên. Hít vào và khi thở ra, thả chân trái sang bên phải. Động tác xoay vặn. Trở về, thả chân trái ra, gập chân phải lên. Tương tự, thả chân phải sang bên phải. Đưa chân trở về, thả chân phải sang bên trái, động tác xoay vặn. Hít vào, đưa chân trở về, duỗi thẳng chân ra, lắc hai chân. Dang hai tay sang ngang, gập hai chân lên, hít vào, thở ra, thả cả hai chân sang bên phải. Đầu hướng sang bên trái, động tác xoay vặn. Trở về trung tâm, rồi thả hai chân sang bên trái, đầu hướng sang bên phải. Hít vào trở về, thở ra thả sang phải. Hít vào về, thở ra sang trái. Hít vào về, duỗi thẳng hai chân ra, lắc hai chân, gập chân lên, hai lòng bàn chân úp xuống thảm. Đưa chân phải lên đùi trái, hai tay xuôi theo thân úp xuống thảm. Rồi nâng chân trái lên, lòng bàn chân hướng lên. Thở ra hạ xuống từ từ,
nhưng chân không chạm thảm. Hít vào đẩy lên. Thở ra từ từ hạ. Hít vào lên. Hai tay ôm phần đùi trái và từ từ kéo chân về phía cơ thể. Gập đầu gối xuống nếu cần. Thở ra thả chân xuống, thả lỏng đổi chân. Đưa chân trái lên đùi phải, hai tay xuôi theo thân. Nâng chân phải lên một góc 90 độ. Thở ra từ từ hạ chân nhưng không chạm thảm. Hít vào đẩy lên. Thở ra từ từ hạ. Hít vào lên. Hai tay ôm phần đùi. Các bạn có thể gập đầu gối nếu cần, kéo chân về phía cơ thể. Từ từ và nhẹ nhàng. Thở ra tha lỏng, hạ hai chân xuống, lòng bàn chân úp xuống thảm. Các bạn có thể để hai tay ở phía dưới đầu, rồi thả hai chân sang bên phải, trở về sang trái, trở về sang phải, trở về sang trái, trở về sang phải, trở về sang trái. Trở về trung tâm, sang phải, trở về sang trái, trở về trung tâm. Duỗi thẳng hai chân ra, thả tay ra, lắc hai chân. Hai chân sát nhau và thẳng, hai tay sát với thân, cằm thẳng với ngực. Hít vào, nâng chân lên một góc 90 độ, dùng tay trợ giúp, đẩy phần hông lên, vào tư thế đứng bằng vai. Giữ ở đây. Thở đều. Từ từ ra khỏi tư thế, các bạn hạ hông xuống thấp, đưa chân về phía đầu, rồi từ từ hạ hông xuống dưới thảm. Thả tay xuống và hạ chân xuống. Động tác tiếp theo, các bạn để tay ở phần dưới mông của mình như thế này, duỗi thẳng chân ra, hít vào, nâng đầu và ngực lên, nhìn vào các đầu ngón chân. Và khi thở ra, mở ngực, hạ đỉnh đầu xuống dưới thảm. Hít vào nâng đầu lên. Thở ra hạ người xuống. Đưa hai tay ra ngoài, thả lỏng. Hai chân mở rộng, hai tay xuôi theo thân, lòng bàn tay hướng lên. Các bạn nằm thư giãn ở đây một chút. Thả lỏng, thư giãn toàn bộ tâm trí, toàn bộ cơ thể. Bất kỳ khi nào bạn sẵn sàng, xoay người sang trái và đẩy người ngồi dậy. Các bạn ngồi ở tư thế nào mà bạn thấy thoải mái nhất? Nhắm mắt, thả lỏng, thư giãn ở đây thêm một chút nữa.
Các bạn chắp hai tay ở phía trước và cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Namaste.